Giờ lỡ mai anh Phong anh bắt em về làm vợ thì sao? Chuyện đấy tính sau. Chuyện đấy tính sau á? Vâng. Bắt sớm thì không, người ta cứ nói là em nhiều tuổi. Không, người ta nói rồi còn em vẫn thấy em nhỏ. À vậy hả? Vâng. Đúng rồi, mình phải như thế. Vâng. Người ta nói sao kệ đúng không? Vâng. Mình cứ học xong rồi mình lấy sau đúng không? Năm nay mới lớp 10 à? Em 11 ạ. À lớp 11 rồi à? À có người yêu rồi, quen lâu chưa? Chốt một cơ. Mấy hôm. Mới mấy hôm? À rồi là hôm nay đi dẫn đi chơi lần đầu tiên. À giờ hôm nay có ngại gì không? Ngại ngùng gì không? Chẳng ngại. Chẳng ngại gì à? Nắm tay chưa? Nắm suốt. Nắm suốt. Rồi hôn chưa? Em không biết. Ấy hôn chưa hay không mà chưa biết à? Không lẽ người đấy hôn lén? Ở đây phải giả vờ ngây thơ anh ạ. À. Hôn chưa? Hôn nó là một điều đơn giản mà. Em giới thiệu bản thân em một chút được? Dạ em tên là Vàng Thị Xoan ạ. Em 2K5 em ở Vân Hồ. Vàng Thị Xoan. Vâng. 2K5 là 17 tuổi đấy à? Dạ. 17 tuổi đúng không? Không, mới 16 tuổi. 16 tuổi à? 16 tuổi mà sao kêu già cái gì? Không thì ở chỗ đấy người chỗ đấy có mỗi em là lớn tuổi nhất thì người ta bảo già. À vậy hả? Không, em anh vẫn thấy người ta ở chỗ đó vẫn có người lớn tuổi hơn em mà. Tất nhiên ai cũng lớn tuổi hơn em nhưng mà còn mỗi em chưa có chồng. Con gái đúng không? Ê rồi em còn đi học không? Dạ có. Con đi học mà lo lấy chồng sớm là gì? Em học. Em sợ bị ế à? Chưa tính tới khúc đi lấy chồng. Ừ thì vậy thì lo gì ế? Mới có 16 tuổi mà lo ế rồi trời ơi là trời. Không phải lo mà người ta nói cho nên người ta nói hơn chứ không phải lo. Ừ. Em đi học ở đâu? Em học ở trung học phổ thông Vân Hồ. À. Tức trong cửa mình quá. Trong xứ Lìn đấy đúng không nhỉ? Đúng rồi. À. Vậy mà không biết nhỉ? Không hay thấy. Hay thấy bọn này nhỉ? À. Nhưng mà dạo này anh có vào đấy nhiều đâu mà thấy. Không, hồi trước quay cho cái hoa. À. À. Cùng hoa. Không thì em thấy hồi anh úp lên thôi chứ em không biết. À. Không biết là đi lúc nào đúng không? Giờ có người yêu chưa em? Dạ, em chưa ạ. Chưa, mới yêu. Nhưng mà xui lắm anh, cứ tới cái gì đấy là cứ tới dịp gì đấy chia tay cho nên là xui lắm. À, cứ lên lễ hoặc là cái gì đấy là không có người yêu. Vâng. Lại phải đi chơi một mình. Vâng. Đúng không? Thế là em yêu chưa đúng rồi. Chắc thế. Tệ muốn đúng người không? Tệ lắm. Thì có muốn đúng người không? Tồi. Trước giờ yêu bao nhiêu người rồi? Nhưng mà chưa tìm được. Ví dụ em phải tìm những người xấu xấu như anh này người ta mới yêu thật. Sao em thấy anh này thế nào? Anh cũng ưa nhìn. Ưa nhìn. Ừ. Rồi làm anh đi từ sáng. Gu người yêu của em là như thế nào? Em chỉ cần, không phải chỉ cần đâu, ưa nhìn một tí cao hơn em, hơn tuổi em là được. À vậy là không thích anh chàng kia lái máy bay đúng không? Không, mình đã chẩu rồi, người yêu còn chẩu nữa thì thôi rồi. Phải tìm một người chững chạc để yêu đúng không? Vâng. Ừ. Thế sao thấy anh Phong này thế nào? Dạ. Thấy anh Phong này được không? Cũng được à? Ừ. Cũng được thôi chứ không phải là được đúng không? Vâng. Giờ lỡ mai anh Phong anh bắt em về làm vợ thì sao? Chuyện đấy tính sau. Chuyện đấy tính sau á? Vâng. Bắt sớm thì không, người ta cứ nói là em nhiều tuổi. Không, người ta nói rồi còn em vẫn thấy em nhỏ. À vậy hả? Vâng. Đúng rồi, mình phải như thế. Người ta nói sao kệ đúng không? Vâng. Mình cứ học xong rồi mình lấy sau đúng không? Năm nay mới lớp 10 à? Em 11 ạ. À lớp 11 rồi à? Vâng. 16, 11 á? Ôi sao kỳ ấy. 17 là 11 chứ. Em 2K6 đúng không? Không thì đúng rồi. Đến tháng 6 của năm nay là được 17. À. Rồi cô gái bên này sao bấm nhiều thế? Dạ. Em tên gì? Người yêu đâu dưới kia, người yêu nhắm tin nhiều quá. Người yêu hỏi đang làm gì à? Không ạ. Hỏi đâu. Chắc người yêu hỏi từng cái từng gói. Mấy anh kia hỏi cái gì, hỏi cái gì, hỏi cái gì. Ô gái xinh kìa. Gái này áo đẹp lắm đấy. Ô gái xinh kìa. Còn người đẹp. Người đẹp áo đẹp. Chào các anh nhá. Ôi giời ơi xinh chèo. Nhìn quen quen nhỉ. Quen có phải bút rồi sao ấy. Ô vậy hả. Ghê. Chờ lát làm quen tí nhá. Anh thì ghê rồi. Sao đứa bên cạnh này không chuyển thao chăm? Em xấu, Thảo đâu. Xấu nhưng mà báo cáo em nhá. Cái máy quay này có chế độ xuyên qua khẩu trang hết. Vâng, em cần tốt như thế. Thế đỡ phải tháo khẩu trang. Còn em bên cạnh giới thiệu một chút được. Em tên Si. Tên Si à? Một người là Xoan, một người là Si. Vâng. À. Giống như một người là Xoan, một người là Si. Xoan X nha, đứa bảo Xoan S nha. Chứ này Si S nha, không phải Xoan. À, Si X đâu nha. Si trẻ. Rồi bao nhiêu tuổi em? Em 16 tuổi. Có người yêu rồi đúng không? Không có, em chưa có người yêu, em có chồng.
À? Cái gì? Thật không? Chồng chưa cưới. À, chồng sắp cưới chứ sao lại chồng chưa cưới? Chồng mới quen 3 ngày. Mới quen 3 ngày mà sắp cưới. Em đùa đấy. Hay là bắt về 3 ngày rồi đúng không? Ừ. À, bắt về nhà rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà chưa cưới đúng không? Vâng. Bắt về được mấy ngày rồi? Em đùa đấy. Ơ ừ, sao nãy giờ chị thảo chan chứ vợ người ta chịu mới quen 3 ngày. Người yêu thôi, bạn. Bạn trai. Nhưng mà nãy giờ anh không biết là em nói cái gì là thật. Bạn trai chẳng lẽ bạn gái. Anh không biết là em nãy giờ nói cái gì thật và cái gì giả luôn đấy. Nói thật luôn, bây giờ em có người yêu rồi. À, có người yêu rồi. Ừ. Quen lâu chưa? Chốt một cơ. Mấy hôm. Mới mấy hôm. À. Rồi là hôm nay đi dẫn đi chơi lần đầu tiên. À, giờ hôm nay có ngại gì không? Ngại ngùng gì không? Ừ, chẳng ngại. Chẳng ngại gì à? Nắm tay chưa? Nắm suốt. Nắm suốt. Rồi hôn chưa? Em không biết. Ấy, hôn chưa hay không mà chưa biết à? Không lẽ người đấy hôn lén? Ở đây phải giả vờ ngây thơ anh ạ. À. Hôn chưa? Hôn nó là một điều đơn giản mà. Ví dụ bây giờ anh cũng có thể ôn hai em cũng đâm giảm. Nhưng mà sau đó là chú sẽ bị chú sẽ bị mồm ra máu. Không, anh ôn người chú có người yêu thôi. Có người yêu rồi không ôn đỡ. Được không em? Cho Phong ôm được không? Được. Không, phải, phải xem nhân phẩm của mình, anh đấy đã. Ừ, đúng rồi. Phải yêu nhau mình cho ôm đúng không? Không, phải xem thái độ với lại nhân phẩm của anh đấy đã. Xem kiểu gì em? Xem kiểu gì rồi? Nhân phẩm tốt thì được ôm, còn xấu thì thôi bỏ qua. Rồi rồi, cái cởi đồ ra xem nào. Người ta bảo là, tức người ta bảo là em là một người dâm dê, gặp ai cũng ôn này. Không, cởi đồ ra xem nhân phẩm tốt hay xấu này. Em không biết, em chỉ nói thế thôi. Em thấy họ hay nói cho em nói thôi chứ em không. Đúng rồi. Một khi người mà thật lòng với mình cho ôm chứ đúng không? Yêu thương mình thật lòng mình cho ôm. Đại gọi là thật lòng về tình yêu rồi. Đây chỉ gọi là ôm kêu theo qua kiểu đường. Bạn bè thôi. Cái này gọi là người qua đường. Rồi vậy là em qua đường thì lại ấy quá. Em có muốn có người yêu chưa? Em cũng muốn. Muốn rồi đúng không? Cũng muốn có người yêu. Gu người yêu của em là gì? Cao giáo ưa nhìn. Cao giáo ưa nhìn. Nãy hỏi rồi đúng không? Giờ hỏi lại tí. Nhưng mà anh kiếm người yêu cho em được không? Vâng, được. Em có trên nhóm ghép đôi Sơn La không? Biết nhóm ghép đôi Sơn La không? Hình như là chưa, nhưng mà hình như là rồi. Hình như là rồi á? À? Ừ, lên đấy đi. Xong là đăng ảnh lên trên đó. Xong anh tìm người yêu cho. Được không? Vâng. Ừ. Nhưng mà đừng có phải mấy anh bênh bổ nha anh. Mấy anh gì? Như anh được chưa? Đừng có gu khám ảnh. À, gu khám ảnh. Gu em không phải gu khám ảnh. Đừng có trẻ trâu đúng không? Vâng. Ừ, ok. Để anh sẽ tìm cho em một người chững chạc. Vâng. Nhiều hơn em khoảng 4 năm tuổi được không? Nhưng mà cái style chất nha anh. Style chất à? Ừ, nhưng mà không phải chất theo khá bảnh đâu. Không phải chất theo kiểu trẻ trâu. Vâng. Mà chất theo kiểu chững chạc. Vâng. Ừ, ok anh hiểu mà. Ừ, rồi vậy ok đấy, em biết suy nghĩ như vậy là ok đấy. Rồi hôm nay sao hôm nay đi chơi muộn thế? Hôm nay đi lên rừng mới đi bụi về. Đi bụi? Rừng mới đi bụi á? Đi bụi là đi sao? Kiểu đi lên đồi. Lên đồi lắm gì? Đi lên cái đồi, cái chỗ họ ấy bảo sân bay ấy. Sân bay á? Sân bay. À, sân bay á? Sân bay. À. Trên đây có nhiều người đi không? Có. Lắm gái không? Cũng đông gái. Gái đẹp bằng em không? Chắc là hơn em ấy. Ừ. Anh làm chưa gì? Đi chỗ đấy lần nào luôn ấy. Anh... Thì hôm nay em đi lần đầu tiên. Anh nghe nhưng mà anh chưa đi lần nào. Hôm nay đi lần đầu tiên, đường đẹp quá mà. Ừ. Đường dưới kia thì toàn đường đất đúng không? Đường đá. Đường đá. Rồi năm nay ăn Tết vui không em? Hôm nay là ngày đầu tiên đi ăn Tết anh ạ. À, lần đầu tiên ra khỏi nhà. Vâng. Còn ăn Tết là ăn Tết ở nhà rồi đúng không? Không. Không luôn hả? Em ở trọ 3 ngày rồi. Ủa? Sao hôm nay mới đi chơi đầu tiên? Không được về nhà. Vâng. Không phải không được về nhưng mà tại phải thi cho nên là... À rồi, do phải thi nên là... Vâng. Thi xong chưa? Thi xong rồi. Ừ, rồi hôm nay thao hồ một quẩy nhá. Vâng. Rồi ok, cảm ơn hai em nha. Chúc hai em đi chơi vui vẻ và ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng ạ. Ừ, chào, ok, bye bye.